một mùa xuân dâng hạnh phúc cho người. Một mùa xuân đem hạnh phúc cho người. Pì nòng ơi, cành đào thắm gọi mùa xuân. Rừng mận trắng tìm người thương. Lồng tồng ơi, hồi mùa xuân mình còn nhớ một điệu thề. Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì Thắng được trở lại nhà hàng sau rất nhiều ngày mà anh em đã đi trên vùng hoang mạc đá và giúp bà con ở trên vùng cao. Hôm nay Thắng được vinh dự đón tất cả những người mà đã giúp vùng cao có được những ngôi nhà, có được những con đường, có được những bao xi. Hôm nay thì các bác cũng biết rồi, bạn A Chi, rồi là bạn Minh A Quy, đấy, bạn Xuân Hữu, nghệ sĩ lang thang, rồi là Thảo Mỹ Linh, đấy, Sự Taxi Dù, đấy, Quan Tiểu Yêu. Hôm nay thì cũng rất là vui nữa, là cái ngày mà đáng nhẽ là anh em Thắng là nói rằng là công bố để đi xuyên Việt, nhưng mà do cái chương trình có khả năng rất là anh em Thắng sẽ dừng lại. Và Thắng ngày mai Thắng sẽ đi Cao Bồ trong cái công việc mà đi làm của Thắng á. Xong là có thể là hẹn 4 năm hôm nữa thì anh em Thắng sẽ tiếp tục cái hành trình chuyến xuyên Việt. Có nghĩa là Thắng có một cái công việc riêng, bạn Hậu cũng phải có một cái công việc riêng để di chuyển về Hà Nội. Tối nay thì anh em Thắng tại nhà hàng đây sẽ mời bạn A Chi. Chưa được ăn món cá bỗng cá thần bao giờ đúng không? Vâng, tí nữa thì sẽ được thưởng thức. Và mời tất cả các anh em vào đi. Hôm nay thì ở nhà hàng Thắng thì đông lắm. Các bác nhìn thấy xe cộ bên này đây. Đấy, một loạt bên này là rất nhiều xe cộ, rồi là rất nhiều khách, có rất nhiều đoàn. Hôm nay là full hết đấy anh ạ. Nhưng mà anh em là vẫn phải để cho có được cái khu vực là riêng tư. Đấy, anh em có thể, các bác nhìn thấy khách hứa bên này đông lắm. Đấy. Wow. Tạm thời để cái đây ông Hậu ngồi bên này, ông A Chi ngồi bên này, ông Hữu ngồi đây. Đó, ông đây đấy, ngồi vào đây rồi. Đây rồi. Ngồi vào đây mấy anh em vào đi. Anh A Chi ngồi đây, anh Chi. Đây. Đây. Ông là khách danh dự của tôi, ông này buồn cười nhỉ. Phải ngại đâu anh. Bóc túi bóng đi. Mời với anh A Chi để lấy duyên tí. Giới thiệu với cả anh món gỏi cá thần ngay. Món gỏi cá thần. Đấy, canh đắng, rau rừng. Bỏ món rau rừng về đây. Đấy. Nay lại được ăn canh đắng rồi. Trưa nay là thất chuẩn món canh đắng. Đây, rau rừng đây. Ôi dồi ôi, rau này có bọn nó bẻ chân ông không gãy. Được đấy. Có cái gì nhỉ? Mùi tạp. Đấy. Anh em Thắng là một cái quãng đường đi rất là xa. Từ Mèo Vạc chạy suốt từ trưa về đến đây. Đấy, để ngồi được với nhau như này, xong mà tí nữa A Chi lại phải về Hà Nội luôn. Còn chỉ còn mỗi bạn Hậu là sáng ngày mai có thể theo Thắng được lên Cao Bồ thôi. Xong rồi chiều ngày mai Hậu cũng phải về Hà Nội để xử lý công việc. Đấy. Nên là anh em nó có dừng lại chút. Còn Thắng thì có cái công việc thì các bác cũng biết rõ rồi. Nên là ông anh của Tất Thắng đã phải lòng cô gái Mỹ ở trên hoang mạc đá. Đấy, mấy hôm nữa là phải nhờ cháu Thảo Mỹ Linh lên để phiên dịch viên. Thằng này vớ vẩn nó dịch lại ấy đấy. Nó yêu mà lại bảo không yêu. Cho tí coca nhỉ? Hay là anh em có uống rượu không? Coca nhá. Tại vì là cho nó sức khỏe nó đảm bảo. Hôm nay khách khứa đông nên là anh em là các bác biết là ngày kia nhà hàng Tất Thắng lại có một đoàn nữa về phía ngân hàng rất là đông.
họ cũng nhờ Tất Thắng quay review. Nhưng mà chắc có lẽ là Thắng bận không có thể nào mà được. Ông nào tắt đi sao ấy? Cho vịt vào đi. Đấy, các bác nhìn thấy các món ăn. Thấy ở nhà hàng mình như nào? Ổn không? Quán anh rộng đẹp mà lại phong cách nó rất là dân dã. Thế à? Vâng. Này là dân dã đây đúng không? Vâng, dân dã, tre nứa rất sang trọng và dân dã. À, được, 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 ok đấy. Em hay thích phong cách kiểu dân dã này. Kiểu dân dã này à? Vâng. Ừ. À, Chi là cũng biết nhìn đấy, nhờ. Tí nữa theo con đường nghệ thuật đấy. Dạ, dạ, dạ. Trước là thi điện ảnh nhưng mà thiếu 2 điểm, đánh xuống điện nước. Điện nước. Đây, nghệ thuật đây. Đấy. Đây là thầy giáo đã đào tạo ra không biết bao nhiêu nghệ nhân rồi. Nhưng mà hiện giờ thì vẫn đang là gừng nhân thôi. Thôi dùng đi nhở, anh em đến đây thôi. Trước hết là được gửi lời cảm ơn đến hai bạn trẻ bên cạnh Tất Thắng, là bạn Xuân Hậu với cả bạn A Chi, là những người mà đã không ngại đường xá xa xôi đến với cả Hà Giang, đến với cả Mèo Vạc, đến Hoang Mạc Đá giúp đỡ bà con nhân dân ở đó. Đấy, những ngôi nhà, những con đường phải nói rằng là tuyệt vời. Có thể là các bác cũng biết là cái điều kiện kinh tế ở vùng cao nó rất là khó khăn, mà được cái sự chia sẻ của mọi người, mọi nơi đến như này phải nói rằng rất là ý nghĩa. Rất mong còn nhiều những cái bạn trẻ có thể theo dõi kênh của Tất Thắng, biết về Hà Giang, lên có thể giúp đỡ được bà con chút gì nữa hay chút đấy, chúng ta cùng chung tay để giúp đỡ vùng cao gặp nhiều khó khăn đấy. Cũng cảm ơn bạn Xuân Hữu. Bạn Xuân Hữu thì trong lần này thì Thắng có mời lên đây là các bác cũng biết rồi đấy, là một người là có một cái chất rất là riêng của người dân tộc Tày. Và Thắng rất mong rằng là lần này bạn đi cùng Tất Thắng là lan tỏa được rất nhiều những cái làn điệu then của Hà Giang đến với mọi miền của Tổ quốc. Đấy, lần này bạn Xuân Hữu có đồng hành cùng Tất Thắng. Còn bạn A Páo về cái phía Thắng cũng đã liên hệ với bạn A Páo, nhưng bạn A Páo bảo là do bạn A Páo cũng nhận sâu. Đấy, bạn A Páo hứa với Thắng là cũng đi cùng, nhưng mà do bạn ấy cũng nhận sâu, nhiều xô. Đấy, nếu mà kịp ở tỉnh nào thì bạn ấy sẽ đáo qua cùng anh em mình. Nên là có những cái người nghệ sĩ mà quảng bá về âm nhạc của Hà Giang như này, Thắng phải nói rằng rất là vui. Đấy. Thì bạn Xuân Hữu là một trong những cái người mà trẻ là nghệ nhân thôi, nhưng mà hát rất là hay và dạy được rất nhiều những cái thế hệ ở Hà Giang rồi. Đấy, bật nước ngọt đi nhỉ? Xong là anh em mình tô cái nhỉ? Có chưa? Hậu có chưa? Nước lọc à? Thế bảo nó cho thêm coca. Ôi giời ơi, nhà nhiều coca mà. Cháu ơi! Linh chạy bảo cái. Mấy bạn phục vụ đang đi hôm nay đông khách, phục vụ hát hết rồi. Cho luôn coca về đây. Quán anh cũng đạo đông khách nhỉ? Đấy rồi, quán anh thì các bác xem video cũng biết nhiều ấy. Đây có đoàn Quảng Ninh đấy. Vừa nãy có một con xe 16 chỗ kia ra cũng Quảng Ninh ra rồi đấy. Hai xe Quảng Ninh. Đây đoàn cao ti đấy, vừa vào lên tầng 2 đấy. Bà con đi du lịch là qua đây luôn. Khách du lịch đấy. Nói chung là mọi người biết đến địa điểm này rồi, ăn ngon, sạch sẽ, thoáng mát. Người phục vụ nhiệt tình. Mà đặc biệt là tại sao các cháu ở đây làm ở đây nó thoải mái là do chủ là không ở đây. Chúng mày thích làm gì thì làm. Nên nó là thoải mái, nó tự do sáng tác đúng không? Chứ còn mà làm mà cứ lúc nào chủ cũng đứng ở đấy kè kè ra không mà mày phải làm cái này, mày phải làm cái kia đúng không? Nhưng mà tất nhiên là vẫn trên camera giám sát. Đấy, anh em làm nào đứa nào mà ấy cái nào cũng không được. Hay là em cho em xin chân rồi. Thôi. Chú ở đây tán hết cái nhà hàng này. Cái nhà của em Mỹ đó. Cùng lắm đấy, tán được một cô được. Nào, mời anh em đi. Nào. Rồi, nào, mời nhá. Rồi. Nào, 1, 2, 3, dơ, 2, 3, dơ, 2, 3, ô. Các em, mời quý cô bác cùng toàn thể khán giả. Mời đi. Rồi. Rồi, uống canh đắng đi. Mời đi, anh em. Em mời các anh nha. Mời nha. Cả nhà.
hộ lý về nhà hàng ngồi ăn nó khác hẳn luôn nhỉ. Vâng, không giống trên bản nữa, nhưng mà thôi, mỗi một nơi một thôi. Cái hay à, hay mỗi cái nó có cái hay riêng. Đây, đây là những anh em này thì biết hết rồi, tôi giới thiệu sơ qua cho ông. Đây là rau rừng. Vâng, rau thuốc, trên kia có cái chữ ăn thuốc vào người. Vâng, đấy chính là những cái món này. Món này canh đắng thì ông đang ăn rồi đúng không? Vâng, đây là rau thuốc, rau sơn dương. Đây, đây là rau xít. Ừ, rau sơn dương. Đấy, rau này thì nói chung là không hóa chất. Gà nướng mắc khén. Củ hũ dừa của Phan Diễm. Cá bỗng nướng. Vịt suối. Gỏi cá bỗng. Lẩu. Đấy, toàn món ngon. Toàn món ngon. Còn xôi bên kia là xôi ngũ sắc. Kia là rau nhức xương khớp. Đấy, bọn nó ông ăn vào cái bọn nó bẻ chân ông là không gãy. Đấy, tôi à. Nhưng mà em hỏi anh Thắng, em hay lên bảng thấy người ta hay mời rượu nó nữa, anh em đi chả thấy ai mời rượu. Như này, tôi là đi các bản ấy, gần như tôi cũng quán triệt bà con là không được mời rượu, là không mời nhưng mà hạn chế để đảm bảo sức khỏe còn làm việc tiếp. Đúng rồi, chứ uống rượu vào là hỏng hết việc. Đúng rồi. Đó, như A Chi ra là không thấy bà con mời rượu đúng không? Đúng rồi, nhưng mà em không uống được rượu đang mừng quá rồi. Mày quá, không ai mời rượu. Ăn hỏi cái đi anh Chi ơi. Vâng, cái nhà dùng đi. Uống hết canh đắng nhá, xong là ăn những cái món này. Hết canh đắng xong là ăn món gì thấy ngon. Đi với anh Thắng một tuần có khi là lên cân vô vô. Lên luôn. Ôi giời, tất cả những thằng đi cùng tôi đều tăng cân hết. Cái thằng bên cạnh này đang tăng. Em về nhà vợ sẽ không nhận ra. Thứ nhất là tinh thần đúng đạo vui. Ăn lại khỏe. Toàn cho ăn thuốc vào người nữa. Bao giờ mình chết. Nhưng mà anh tăng quá là lần sau anh đi bằng lăn. Anh Chi ơi. Đây, A Chi làm. Đây, cầm tay chơi luôn. Vậy em chị bụt luôn. Chấm đấy. Ăn là cho vào. Không cần. Chấm rồi, quá hết rồi, cho mùi tạc vào đây rồi. Chơi luôn cả miếng đi. Hít hít sâu nhá. Có ít mùi tạp đấy, hơi cay chút. Mùi tạp. Ừ. Nhưng cái này em phải chơi cả miếng. Đúng rồi, phải ăn luôn cả miếng một. Cả miếng đủ vị. Ok không anh? Có vị mùi tạp. Về giải quyết công việc xong lên luôn. Lại tiếp tục ăn tiếp. Riêng cái món này là ông xào thế nào xào nó không bao giờ nát. Cái rau này. Rau rừng này. Đây. Miếng gỏi cá này, cameraman đưa gần vào đây này, nhìn biết này, trong veo, ăn giòn sần sật luôn. Bình thường thì như A Chi là mới lạ nên là anh em còn quấn, như còn tôi là bụt thẳng. Ăn thẳng. Đây này, đĩa này. Nó dạng như kiểu sushi của Nhật. Còn hơn cả sushi luôn đấy, đây là shisu luôn. Cái cá hồi nó không dai đâu. Nó chỉ mềm thôi. Cái này là giòn đâu. Mẹ ba ông tay trái làm cái nhau bóp nhỉ? Anh tay trái à? Tay trái đâu? Nào hôm nay có một bác khán giả nào bình luận là có hai ông A Ti và ông A Hậu là đều tay trái. Bốn anh em tay phải làm cái nhỉ? Tay phải làm trái. Người ta bảo là tay tay chiêu là đập niêu không vỡ, đánh vợ không đau. Đúng rồi. Bọn này đánh vợ, vợ cười. May mà em A Chi còn chưa có vợ đấy, đúng không? Vâng. Nói thế thôi, bảo ai đánh vợ vũ phu thôi. Bây giờ toàn vợ đánh mình. Bây giờ đánh nhất bỏ lường mẹ. Lường cái là sợ. Lường cái là phải. Đấy, nhà hàng mình toàn gái xinh thôi. Vâng. Nếu tí thích tán em nào thì bảo.
cứ từ từ nhỉ. Trong top đây có cả học sinh của em đấy. Học sinh đấy. Ừ. A Chi này có vẻ là hơi nhát gái nhỉ? Phải không? Cũng hơi hơi rồi. Hơi hơi à? Hơi hơi nhát. Ừ. Chưa đủ gan đàn thôi anh. Ừ. Em nhìn em này nào, được không? Em này thì cũng là xinh rồi. Xinh. Em này là đứng thứ 6, thứ 7 của ấy thôi. Thế mà đã xinh như vậy rồi. Ôi rồi đấy. Còn số 1 nữa anh. Còn tí nữa tôi cho ông xem số 1, số 2 thôi rồi. Ông lại bảo thôi anh Thắng ơi cho em ở đây thôi. Em làm cái gì cũng được. Em làm rửa bát đây cũng được. Anh chị ăn cả. Rửa bát là có máy rửa bát hết rồi. Ở đây có máy luôn à? Máy hết rồi, bây giờ ai còn rửa bát tay nữa đâu. Để cứ cho em cái chân nào cạnh mấy em xinh xinh là được. Ừ. Cho em như ngãi là được rồi đúng không? Nói chung là cứ em nào cứ xinh xinh như em đấy là được. Cóc cho ít cá Linh à. Cho ít cá. Không lắm bỏ vào bát đi. Ngồi mấy hôm đi mấy anh Thắng vui rồi. Vui. Vui mà lại trẻ. Trẻ à? Dạ. Tôi tưởng nó nhẹ nhàng hơn. Thế à? Không bị áp lực nữa. Anh phấn đấu tặng mấy cái nhà đấy cho bà con. Nói chung sẽ cố gắng càng nhiều càng tốt. Đồng hành cùng anh Thắng lâu dài. Nếu không tặng thì lên chơi cùng anh em chả sao. Thoải mái mà, anh em đi chơi với nhau. Đến giúp được bà con gì thì giúp. Không quan trọng cái vấn đề đấy đâu. Có nhiều người là cứ nghĩ là đi cùng Tất Thắng là phải làm thiện nguyện, nhưng không phải. Anh em đi cùng nhau để nó cảm thấy nó thoải mái. Kể cả Thắng thế, Thắng đi cùng được những cái người mà mình nói chuyện được nó thoải mái thì nó cũng cảm thấy người nó nhẹ nhàng. Đi cùng nhau mà nó cứ gầm gầm nhau ra thì làm sao mà đấy được đúng không? Hại não tùa sớm ấy. Ở đây là có 22 người làm. Nguyên bà con người Tày. Nhưng mà anh Thắng thì tạo công việc làm cho bà con là quá tuyệt vời. Ở đây là không có ai trong anh em trong gia đình nhà tôi. Từ người thu ngân đến người quản lý, người kế toán, người tất tần tật hết. Không có đậm chạm gì đến anh em họ hàng. Hôm qua các anh ở Mèo Vạc may mưa đá không đến nơi nhỉ? Ôi hôm qua đi, nếu mà anh đi vòng tí nữa là dính mưa đá. Nhưng mà đúng là từ ngày mình đi làm thiện nguyện giờ là toàn gặp mày. Nhớ anh sư bảo là khi mà anh em mình lên bản là bắt đầu trời tạnh. Xong rồi xuống bản cái là trời lại mưa. Đấy. Anh sư nói đúng chuẩn luôn. Như kiểu ra cắt dữ. Cậu sự đi rồi mà. Công nhận đúng thế thật. Cái hàng quan tài vừa ra cái lại về luôn. Lại có việc. Về giải quyết mâu thuẫn. Chắc mưa đá bay nóc nhà. Ăn đi, ăn đi. Vâng, ăn mạnh đi. Vâng, ăn đi. Anh sự bảo là rời thương người tốt. Hôm qua anh bắt cơm với bắt cà. Đãi cho thịt cơm. Vâng, cơm với cà. Có cà muối không? Cho cà muối. Hôm nay em với Linh mới để ý bác sự nhà mình nhìn giống huấn luyện viên Park Hang Seo phết. Anh sự ơi. Ông chế ngay được bài Park Hang Seo rồi. Anh sự là một trong những người mà đồng hành cùng Tất Thắng lâu nhất rồi đấy. 6 năm em như nào nhỉ? Nhiều lúc anh còn định đuổi mình cơ. Thôi không phải mình đuổi ông đâu. Chủ ông mà đuổi, đuổi luôn. Ừ. Vịt chắc được rồi đấy, vịt ngon lắm. Vịt đây nó mềm, trong là ngọt. Đây nếu mà thằng Hậu đúng ở dưới có bao giờ da vịt nó như này không? Thịt vịt nhá, riêng thịt nạc đỏ như thịt bò luôn. Đúng không? Công nhận vịt trên này cũng hơi khác, hơi khác nhỉ? Khác không? Khác. Nhìn tưởng gà thiến không? Đây, Caliman đưa máy về đây cho xem. Nhưng trên này không có món vịt đen này. Không, đây. Đây, vàng như gà thiến luôn. Vịt ở đây nhìn toàn vịt vàng như thế, thịt đỏ. Tuyệt vọng luôn. Trên bản anh đòi gà đen, không có gà đen, anh đòi ngan đen. Ngan đen chỉ có lông đen thôi. Anh em chiến cái này đi, cái này như rồi đấy. Đội văn nghệ hôm nay chạy toán loạn hết rồi nhỉ? Đông quá anh.
chưa khách mới đến cửa rồi đã dặn rồi. Bảo tí lên hát rồi. Ngồi hết dưới bờ suối rồi. Thế cả muối à? Quá, ai ăn cơm rồi đưa lên đây nhá. À, tôi lấy cá nướng cho ông ăn. Ăn okay. ăn hết gà đi. Vâng, cái. Okay. Thấy món ăn như nào? Ổn không? Ngon này ạ. Dạ. Gà ngon. Ừ. Có lá cuốn ở dưới này cháu. Gà ở dưới Hà Nội anh em mình toàn là đi xe máy thôi. Trên này là gà trên bộ. Không nhận gà ngon mà. Gà đi bộ ngon. Hôm nào cho anh trải nghiệm đi bắt gà. Hoặc bắt vịt nữa. Bắt gà, bắt vịt nữa thì quá đỉnh cao luôn. Ừ. Rất nhiều. Anh thích bắt gà đen hay gà móng đỏ? Gà hay quá. Anh em nói vui thôi. Vâng. Ừ, ai chi nó không biết gì. Anh chịu cay quá. Cũng ngon quá. Ngon lắm. Món ăn cực ngon. Vâng. Ăn tốt cho sức khỏe. Cho bớt xong bát bánh mì. Cần thiết thì cho lá tía tô vào ăn cùng. Sợ bụng ông kém nó tránh anh Tào Tháo không? Nhưng mà cái này chẳng chưa bao giờ có ai ăn bảo bị đau bụng như ấy gì cả. Đây tôi bóc cá này cho ông ăn. A chi. Đi xong là về lại sớm sớm lên chơi cùng anh em. Vâng. Hôm nào Khánh Thành nhỉ? Hoặc là rảnh như lại lên. Muốn lên chơi bà con trên đấy vui. Xem các trẻ em ăn cơm thích. Đây, em ăn một miếng cá ở nhà hàng anh xem là cá này nó thế nào. Xem mấy trẻ em ăn cơm trên đấy nó cảm giác nó ngon lành cành đào. Một con cá như này nó rơi vào khoảng 8 đến 9 tuổi đấy. Vâng. 9 năm rồi đấy. Vâng, em xin. Ừ. Nếu mà người biết nói á. Chua chua. Ngậy ngậy. Ừ. Rất là ngon. Có ngon chua. Có dai không? Có dai. Ngậy. Ừ. Cá càng già tuổi thì càng dai. Biết chua chua nó là cái vị gì không? Mẻ. Đúng rồi. Mẻ của người Tày. Vâng. Ừ. Rất là ngon. Tối nay hai anh em ngủ đấy là lúc nào cũng trong tình trạng là trời có mưa. Đa số người dân ở vùng cao đây bao giờ cũng có mẻ trong nhà. Nhà nào cũng có. Giờ dậy luôn. Sẵn. Đây là đồ toàn là anh em là đồ sạch đó. Đó. Những cái đồ mà tiêu thụ cho địa phương luôn. Bà con ở đây là nuôi gà nuôi vịt phục vụ luôn. Đấy. Là dễ lắm. Anh vừa tạo công việc làm cho bà con đây xong lại vừa tiêu thụ hàng hóa cho bà con. Đó. Ăn đi. Vâng. Không phải ăn kém á. Bên kia có gà nữa. Nên là dạ. Có vẻ hơi gầy. Không phải, em thì cũng ăn dạng bình thường thôi, không phải là kém. Ừ. Do nước nóng. Nóng là người nó nóng. Nên ra là ăn rau. Nóng là béo được. Ăn rau cơm canh ngắn uống mạnh nào. Vâng. Đây là rau đắng này anh. Thực sự rau đắng ấy. Rau nước xương khớp. Đây anh làm tí rau nước xương khớp. Gấp cho anh nhìn. Anh húp lên. Rau nhức xương khớp này không phải là ăn vào là nhức xương khớp, ăn vào là đỡ nhức xương khớp. Ừ. Chưa? Xương khớp. Ừ. Không cứ bảo rau nhức xương khớp là ăn vào nhức xương khớp. Ai mà bị xương khớp ăn cái rau này vào. Làm người biết cho anh nhỉ? Không thuê mà. Toàn món thuốc của người ấy. Đây này, rau sơn dương này, bổ máu này. Cho bà đẻ này.
đẹp da này. Đấy, rau này. Thấy chưa? Rau này của người Dao Đỏ. Ăn giòn sần sật luôn. Rau này ăn ngọt ngọt được cổ. Bác ơi, lấy hộ tới bát mắt gan. Mắt gan ở đây. Bát mắt gan này mạnh mạnh nhanh nhanh. Bát thì mắt gan nói xương khớp. Ừ. Đấy, thấy vào nhà hàng tôi vui không? Lúc nào cũng có tiếng hát. Toàn tiếng tày à. Vui lắm. Bắt đầu khách vào ngồi ăn cái là các em bắt đầu lên màn biểu diễn. Nhưng mà trước khi vào nhà hàng Đợt Mông là mọi người đã đặt yêu cầu trước rồi. Văn Nghệ. Thôi thôi chú ăn đi. Các em ấy cũng vừa phục vụ luôn vừa biểu diễn Văn Nghệ luôn. Tài ba lắm này. Nhà hàng đa năng. Đa năng luôn. Đấy. Lại xinh đẹp nữa đi tuyệt vời. Đấy, rau nước xương khớp ạ. Anh xương ăn nhiều ấy, cả lần là xương ăn nước cũng ngon. Đúng rồi. Anh ăn cho nó khỏi. Xe nhiều phải dùng nhiều đúng không anh? Đúng rồi. Ăn để cho nó đỡ. Đỡ nhức xương khớp. Đây là đội Văn Nghệ. Hôm nay thì nó hơi đông nên là có 3 em thôi. Phục vụ bạn A Chi. Đến đây để nghe được những cái làn điệu then Tày ở thôn Hạ Thành. Đấy, và được biết hiểu biết về văn hóa người Tày ở đây. Đấy, bây giờ thì sau đây xin mời đội Văn Nghệ thể hiện 1-2 bài hát tặng bạn A Chi đến từ Hà Nội. Yeah. Đường về quê chúng em xa vời, vườn mười non chín sông người ơi. Có đào nở rộ có mận chín đây, ong anh mật ong thơm ngạt ngào. Cả bản lan sông giữa trời mây. Người ơi, đã yêu thì xa mấy núi cùng qua ơi. Dùng tiếng đàn bắc cầu anh tới nhé, lấy tiếng lượn dắt lối người thường sang. Hồi tung còn nắng nào anh có nhớ, ánh mắt nhìn cho tình ngẩn ngơ. Pì nóng ơi, đường cái quan dẫn tới bàn em, được lan bằng đá xanh núi biển. Từng bầy chim lượn hót liêu lo. Hỡi hoa, hãy ngắm nhìn các chị các em mình bắt dòng sông ngược núi về mưa. Dòng nước tới mường cao, dòng nước tới cánh đồng, dòng nước tới bờ mương để đàn em câu cá. Rồi 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 dòng nước tới Hà Thành để em đón anh A Chi về Hà Giang. Tuyệt vời. Rồi cảm ơn đội Văn Nghệ đấy, đã gửi tặng bạn A Chi đến với cả Hà Giang những cái điệu làn then Tày. A Chi thấy cái giọng hát của các cô với cả cái điệu then ở đây nó có khác dưới xuôi không?
chung là để mà đây là lần đầu tiên em nghe then. Nhưng mà thực sự là nó rất là tình cảm và nó mang cái tính như chữ tình trong đấy rất là nhiều, mang chứa rất rất nhiều cái tình cảm con người trong đấy. Như kiểu muốn cầm tay các cô luôn đúng không? Không. Đỏ lên. Thực sự là nếu mà em mà đi chơi bên thắng á, cảm giác nó rất là mang cái tinh thần là giải trí cao. Giải trí cao. vui. Bà con nào mà muốn xả chết rồi có tính chất giải trí cao thì cứ lên gặp anh Thắng. Ok. Có nhiều cái muộn phiền cho cuộc sống là nó cứ sẽ tan biến hết. Ok. Cảm ơn anh Thắng đã cho em những cái giây phút rất là tuyệt vời. Một lần nữa cảm ơn anh cùng toàn thể anh em trong quán đã. Thế mới nói rằng là đi bản nó mới có cái rất là thoả mái và vô tư. Nên là Thắng cũng rất mong rằng được đón tất cả quý khán giả, các anh em đến với cả Hạ Thành Quán, đến với cả kênh Nguyễn Tất Thắng để thưởng thức những món ăn ngon, rồi là để đến để trải nghiệm những cái văn hóa ở các vùng miền của Hà Giang. Và đặc biệt nữa là có thể giúp được những cái bà con ở vùng cao những cái món quà cũng giống như bạn Achi đấy. Không lớn thì nhỏ, chúng ta đến đây chơi và đến giao lưu để nó thoải mái, vô tư. Bạn Achi nói rằng là từ ngày hôm đi mấy tháng có 2-3 ngày thôi, nhưng mà bạn đã trẻ ra mấy tuổi. Hôm trước bạn đến đây thì bạn nhìn như 35, nhưng là nhìn như 53 rồi. Thôi là cuối cùng là Thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Anh em là thằng hậu, người anh sự là hậu sự là đã phải cho di chuyển ra ngoài đấy. Và để dùng tiếp bữa cơm, và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Xin chào các bác.